Yo, hello, what's up cho anh em nha. Chào quay trở lại với channel của mình đây, từ đường phố đến người nha. Xin chào đây anh em, game hỏa chí truyền thuyết nha. Còn một ngày nữa thôi là game chính thức ra mắt rồi anh em. 6 giờ, 10 giờ sáng ngày mai anh em game sẽ ra mắt. Nếu mai nào có anh em nào chiến không nhỉ? Ngày mai có anh em nào chiến con mới này không anh em, hỏa chí truyền thuyết. Ờ, thì hình mấy hôm nay thì tôi đang cày phim Naruto, thành ra là xem cũng bị nghiện các bạn. Thành ra thấy game mới ra, đợt này sẽ chơi anh em. Lần trước có ra huyền thoại nhấn giả, huyền thoại nhấn giả thì phải. Đợt đấy tôi cũng chơi nhưng mà không khoái lắm anh em. Để xem phim nhiều nên ra cũng hiểu qua game này nhà, chúng ta sẽ chiến thử xem qua anh em. Evan đặc sắc lễ hội 7 ngày vui, xin ngay quà xịn, nhận đồng hành bậc S Akazi Suki Colan. Rồi đăng nhập 7 ngày nhận bộ quà tặng hấp dẫn, đồng hành cùng Asuma, nhân vật chính Sakura thiếu niên, nhân cụ sử thi quyển thông linh, đồng hành cùng bậc S ghi. Ok, nạp đầu nhận ngay đồng hành S copy Linza. Rồi Kakashi anh em vào trang bị tím, nạp tiếp 980 vàng, nhận thời trang hiếm Naruto nghệ sĩ đường phố, giúp tăng chỉ số đáng kể. Nạp mốc 3K288 anh em, nhận bậc SS Hozuki Gengatatsu, sát thủ ảo ảnh nguy hiểm, siêu khống chế PK thả ga anh em. Ngoài ra thì có nhân đôi vàng, một số gói lạp đua lốp các thứ anh em. Ngoài ra cách nhận đồng hành, ở đây có cả hướng dẫn cách nhận tướng S anh em này, nhận tướng S và S cộng S này anh em này. Ngoài tính năng chiêu mộ ra, nhấn giả có thể tìm thêm tính năng khác sau là chiêu mộ giới hạn hạn giờ, chiêu mộ hạn giờ chu kỳ, sự kiện vận hành, tích lạp, tranh mua. Quẩy mai vào game tôi sẽ cập nhật thêm anh em. Ở đây có thể có chỉ thêm cách nhận đồng hành luôn anh em. Ngoài ra thì có cày là có VIP anh em nhé. Sự kiện là ngày cày là có VIP các bạn nhé. Sự kiện ấy rồi ok các bạn. Hiện tại game chưa vào được anh em, ngồi đợi thôi các bạn. Game tại chưa được. Salingan nữa quên. Đi qua bên đấy anh em nào anh em. Đây các bạn, qua luôn. Ok các bạn, hỏa chính hôm. Đây là một số hình ảnh của game bạn nhá. Ninja làng mưa, đầy đủ nhân vật, hỏa chính lựa chọn. Mấy thứ này ai chơi? Đồ họa 3D BK cực phê. Quay không phải đánh đấm nào anh em. Tôi có xem qua một số video xem các hay. Ý chí hỏa phong nôi thổ thủy, tranh bá tổ chức, đấu liên server đỉnh cao đẳng cấp nhấn giả, quà tặng miễn phí gift code và kim cương mỗi ngày. Uầy, mỗi ngày luôn là gift code và kim cương mỗi ngày luôn là đỉnh thế. Chú, úp lực chiến mà lên tận đây là bao nhiêu? 1 triệu à? 10 triệu bạn, 10 triệu lực chiến, đùa à? Càng anh nhờ anh em, nào qua fanpage xem nào anh em, có quà cáp gì không? Ok, đây là fanpage anh em nhé. Hôm bữa thì nó có bản alpha test nhưng mà hôm đấy tôi tải không được, thành ra không lên clip cho anh em xem được. Hôm đấy định làm clip về alpha test cho anh em rồi nhưng mà bị lag nối là tôi chẳng lên được. Anh em chính thức ra mắt này, chúng ta có ở đây anh em này, vừa vào phát ngay có loan tin nhận ngay có gift code anh em. Bước đơn giản để nhận gift code bao gồm ấn like và share, bình luận chiến cùng hỏa chí kèm theo gmail để nhận gift code anh em. Chiến cùng hỏa chí truyền thuyết à? Ok các bạn, like và share này, đơn giản các bạn, tưởng gì khó anh em. Ở đây có video về game luôn này. Mà không biết là có quyền bản quyền không? Mệt lắm anh em. Lại bản quyền bản nữa thì mệt. Tao bỏ đi anh em. Một số tính năng các bạn này, một số tính năng này anh em này. Xem sơ qua thì cũng được. Ui, có thầy ấy kìa, thầy ra kìa. Bình luận anh em nào. Chiến cùng hỏa chí truyền thuyết à? Truyền thuyết. Tên người dùng 5732a@gmail.com. Đây cũng là gmail làm việc tôi, nghe nó có nhu cầu liên hệ cứ IP vào đây nhá. Rồi ok các bạn. Thì đây, làm sao để ta tăng sức mạnh nhanh chóng. Tham gia nạp ngoài đầu, nhận có đe trong fanpage. Cái này nhưng không có trên kame.vn đâu anh em. Game này nhưng vẫn của nhà phát hành Gosu nhưng mà nhưng không có trên kame.vn đâu. Nên tôi nên check rồi anh em, không có. Mong cho biết không phải là biết là có phải là của bên Gosu nữa không anh em. Cái này thì tôi cũng chưa rõ.
Nhưng hiện tại là đi check là vẫn chưa thấy anh em. Còn đâu về quái nào thế thì ngày mai mới biết được. Có ra lộ trình ra mắt hỏa chí anh em này, 26. Ăn mừng báo danh. À, mai còn quà đặt mốc 1 triệu nữa này anh em này. Mai khởi đầu game chắc sẽ khá là vui đây. Gói soi mặn mà. Loan dinh tải. À, cái này có quà không này? Mấy cái này hay có lắm anh em. Không à? Nói cho Hila nghe gu của các Linza nào. Đấy da, có nhiều nhỉ, có cả bát kiểu này, bát thú này anh em này, be này, Tobi kìa. Chú, ngũ đại Kage có này, anh em này, Orochi này, này này, Zetsu kìa. Chắc là Naruto rồi anh em. Ok. Chú. Bộ ba rồi anh em, từ thời thời liên thiếu trưởng thành tiên thuật kìa, xả được tiên thuật luôn anh em này, và điều khiển được cứu ví luôn. Nàng mây ngôi làng sấm sét tướng mới à, chính thức ra mắt. Ủa bên này ít code thế nhờ, chúng ta đi tìm xem cái bản ấy đâu rồi anh em. À báo danh đây rồi anh em, đây tôi đang đi tìm cái bản này các bạn. Ok, bằng trình duyệt các bạn để xem còn thời gian không. Còn thì báo danh kiếm thêm 1-2 code anh em, và đây chắc chắn là có thêm code rồi các bạn. Tại game báo danh nhận code này, báo danh nhận ngay chỉ giá 200k các bạn. Ui, nhận được vợ của Luffy luôn à, căng đét nhờ. Ok đợi tí nha. Ok các bạn tiếp tục nào. Cái này luôn cho nhanh các bạn, cho nó khỏe các bạn, tội gì mất nhiều thời gian anh em. Rồi. Tên người dùng 5732a@gmail.com. Ok các bạn. Ok, hẹn lại mất code rồi. Thôi, coi như cái code này dành cho anh em, bạn nào lấy được thì lấy vậy, chấp nhận nó biết sao giờ anh em. Tôi quay dọc màn hình nha các bạn nhé. Dọc màn hình phát. Rồi, báo danh nhận code anh em, phần quà này, 10k, 20. Ui, phần quà 50k luôn à. 80, 1 ấy. Tặng thẻ à? Phải không vậy, tặng thẻ anh em. Từ các bạn, chúng này xem cho giấy này. Phần quà này anh em này, 80. Ui thẻ thì phải anh em, phải không, phải đây thẻ không, cho xem được không, xem được các bạn. Ồ có thêm lượt nữa à, ủa gì thêm lượt vậy, hay vậy. Rồi. À, chiến anh em. À, đăng ký lần nữa. Nhận. Rồi, đăng ký hết đâu nữa anh em. Nhu năm quà nhờ. Ninja hệ thủy này. Hệ hỏa. Hệ phong. À, nhận được một trong ba tướng này trước à, phải không, có skin luôn ạ à. Xem được skin trước luôn à. Thôi anh em, cái này thì là tôi ngồi dạy cho xem sau anh em, chứ giờ xem nó tốn lắm. Thì đây ưu điểm đặc sắc hết rồi các bạn, đây tặng quà miễn phí, Ben thiên đạo. Hết rồi anh em, xương xương. Hiện tại thì chúng ta cũng khá là ít quà. Có gì ngày mai game ra mắt thì tôi sẽ cập nhật thêm cho anh em vậy nhá. Còn video này tạm thời kết thúc thôi. Nay chỉ thông báo anh em nào hứng thú đua top thì chuẩn bị chiến thôi anh em nhá. Các bạn hứng thú đua top thì chuẩn bị chiến cùng tôi. Ok. Còn đầu video ngày nay kết thúc thôi. Hẹn anh em clip theo. Giờ thì bye bye mọi người.